Chào mừng bạn đến với City Coffee, nơi hội tụ của những cảm xúc và hương vị tuyệt vời. Ở đây, chúng tôi không chỉ là quán cà phê, mà là một câu chuyện, là một sự trải nghiệm đắm chìm trong hương thơm và sự ấm áp. Ở nơi đây, chúng tôi không chỉ chú trọng vào cà phê ngon, mà còn là sự chăm sóc tận tâm. Đội ngũ nhân sự của chúng tôi không ngừng nỗ lực để mang đến cho bạn những khoảnh khắc đặc biệt. Ở City Coffee, bạn sẽ được trải nghiệm thế giới của cà phê đa dạng, không chỉ là những sản phẩm truyền thống, mà còn là những sự sáng tạo mới lạ từ cà phê. Chúng tôi hiểu rằng không gian đóng vai trò quan trọng. Đây không chỉ là nơi để thưởng thức cà phê, mà còn là điểm hẹn lý tưởng cho những cuộc gặp gỡ, làm việc, hay đơn giản chỉ là thư giãn cùng bạn bè. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian ấm áp, cà phê ngon và dịch vụ tận tâm, City Coffee sẽ là một điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích những khoảnh khắc đặc biệt. Hãy đến và tận hưởng trải nghiệm độc đáo chỉ có tại City Coffee.